Ấy bên là cái gì đây? Thế là bạn ngồi nãy các bạn hết video này thì hãy cho một một like và xe subscribe để mà có hàng nghìn lượt quay đó nha. Cháu chào về heo thôi. Thì hôm nay mình ngày nay mình ở khác cân cấp nè, ra mấy sản phẩm mới có lần quý và mình thả cơ thể vào giai điệu. Có rồi trước đây là nè có con ngựa bên đây nè, rồi thì mình mới nhận được cái đồ ăn đó. Mình có cái con cá này muốn khoe các bạn nè. Lộn cái máy chì gì mà hôm qua mình cầu mà ông ra cái nó được ra cái nấu đó bà. Hãy đi giao chút học sinh. Không biết ai sẽ may mắn được nhận cái trứng đây. Ăn ngày về. Ủa, một người thôi ha. Ủa, dễ vậy. Nhận thưởng hàng nhiệm vụ. Ăn vô cái trứng này nè. Trời ơi, tặng con điệu mà trứng chân nè, gấu trứng, thịt trứng, ha cây trứng, rồi con còn ập trứng. Khoan mình nhận cái này chắc. Rồi để mình mua nha. Mua mấy trứng không tiền nào quay video chứ xong rồi. Thôi bây giờ mình sẽ quay hai ăn trứng thôi nha. Giờ còn sao cắt tám luôn rồi trứng lại còn xinh còn chị nhà ấp hai. Trung tâm này đi.
tiếp. Khó hai sinh nhật. Cô bé xúc xích nè. Dạ con muốn ăn bánh mì xúc xích không ngon không? Thôi, thôi. Bây giờ mình sẽ đi câu ở đây. Còn câu đồ chơi. Rơi nhạc cụ nha. Mà thấy có những cái nhạc cụ mới á, chút xíu mình coi thử. Cho một con đi rồi con thử. Rồi đi cái đấy có dạ một này các bạn biết ý mà thích mấy con nào nhất trong đây không? Mình thích cái con kia nhất nè, cái gì về mà ngưỡng bên đây à. Bàn gò chóc kiếm ngục à, chủng chuẹt bóng độc cổ vũ gã còi gọt chuông cầm cây đồi hay gì nhiều các cái đàn nè, đồ game phi pha so ra si châu gã chờ ông quá trời bíp 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 chơi nhạc cụ. Tôi hiểu chứ hả? Ủa gì vậy? Em không có. Các bạn thấy mình dính không? Gì cả nãy các bạn muốn mình đổi tên không? Mình có, mình cũng định đổi tên nhưng mà mình sắp hết tiền rồi. Mình đừng nói cơ hàng như ý của cái V45 nè. Nhưng mà chưa đứa cái gì nè. Nè hầu anh nhiều hơn 100 mấy rồi. Rồi thôi mình sẽ làm gì ta? Sẽ để đổi tên. Bây giờ không biết làm gì luôn á. Tại vì ít ho quá à. VV đã vượt qua bán mì mới tỏi nè. VVN ô ổn VVS xin sợ chứng 8. Rồi. Thôi ăn bánh đi. Mình chơi kìa trò chơi đi chứ mà không biết làm gì chơi nữa. Quá nhiều thôi.
mà thôi thôi bây giờ chơi không cần, thôi bây giờ bye bye các bạn nha.